ngã tư nha Bảo, chứ quên. Còn sát bên nhà ai á. Ui vậy mà. Trời dễ, dễ vậy. Có mấy giờ đi hả Hương? Gần 8 giờ. Thấy giờ 4 rồi. Có 8 giờ. 8 giờ. Chết. Chết 8 giờ. Sớm mà, nói 1 giờ về mà giờ này sớm mà. Cô Nam ơi, chắc đói bụng dữ hả? Đâu có đói, ăn cái mình hết rồi. Đi đi sợ luôn á cô. Về đói luôn. Cô bắt không có đâu, phộng của không có. Tôi quê sao giờ? Mấy người, ba người ăn trai này ăn ở làm sao đó. Nhìn đói đi, nhìn đói về. Vậy vậy công đức cho mới nhiều. Vậy vậy mới vui. Về con ăn sợ luôn. Ngủ đi, ngủ đi. Bữa nay ăn tắm ghé mấy chỗ cho mấy chị xuống mẹ nha. Rồi rồi. Ăn muốn xuống đâu thì có nhu cầu đâu nói. Dạ, chưa mà. Con về trước nha cô Nam ơi. Dạ, em về trước mấy chị ơi. Con xuống nha. Các bạn nha, về ngủ ngon nha. Qua ngay bắt cơm xuống nha. Thôi khỏi đi, anh cứ đậu bên cặp bên Ngọc bên Hà. Dạ, cặp bên Ngọc Hà đi cho tiện rồi em băng qua sao. Tới thì chắc nhìn thấy sung thiệt chứ. Đẹp ha. Sung cái đèn á. Sung cái đèn. Không ơi, chứ giờ anh Tám ra ngoài cái chung cư á, đông lắm anh Tám. Đúng rồi. Ăn uống rồi tập trung vào ngoài đông lắm. Mấy quán cà phê đồ đắt. Chứ bằng nhà đó là dân đại gia không? Có đâu, dạ tại vì ngoài đó nó mát, ngoài công viên, ngoài vỉa hè được.